Hello, chào anh em, chào các bác nhé. Hôm nay em này tiếp tục là review cho anh em là về cái mẫu hộp sim chuyên dụng để anh em sửa chữa van cricket nhé. Đây, trên màn hình của anh em đang quan sát đây là cái hộp sim này. Đấy, hộp sim dành riêng cho anh em dùng cho anh em chơi van cricket. Đấy, cricket hộp mỏ hay là cricket hộp rút thì anh em đều dùng hết nhé. Đây, anh em quan sát đây, sim nó là cái sim xanh nhé, sim xanh này. Đấy, sim xanh. Trong cái van cricket ấy, thì là nó có những cái sim nào thì trong cái bộ sim này nó sẽ có hết, đầy đủ hết cho anh em, từ sim van lạc này. Đấy, sim những cái sim của cái ống chỉnh áp này, sim của cái trụ điều áp này, chung là đủ hết cho anh em. Đấy, đây này, cả sim của cái đây là cái sim của cái tiếp xúc giữa van với bình nhé, để đầy đủ cho các bác. Sim quy này. Đấy. Và kèm theo đó là một cái lò xo này. Một cái lò xo chống ti xả, lò xo này đúng rồi, cái lò xo này là cái lò xo chống ti xả nhé, hai form nhựa này, hai cái nhựa để ở dưới cái đập đồng hồ ấy. Đấy, và sẽ có cho anh em là hai cái hạt pick này để ở cái trụ điều áp, để anh em khi mà anh em bị gì áp hay là bị áp nó bị nhảy, bị thông áp thì anh em thay cái pick nhựa này. Đấy, và không thể thiếu là một cái lọ mỡ bôi trơn cho anh em. Thì anh em cũng biết là cái loại sim xanh này nhé, loại sim xanh nó là cái loại sim nhiệt cực kỳ là tốt. Đấy, anh em dùng sim đen là chuẩn của nó cũng đã ngon rồi. Đấy, còn cái sim xanh này khi anh em dùng nhé, dùng được rất là lâu, chịu nhiệt cực kỳ là tốt anh em nhé. Đấy, ok chưa anh em? Sim xanh, các bác nhớ giúp em là cái sim xanh. Sim xanh là sim tốt. Hộp sim này thì là em đang bán là 230, 250, xin lỗi anh em. 250.000 bao ship nhé, 250.000 bao ship. Thì là các bác nào muốn mua những cái linh phụ kiện của cái van ấy, đấy, bên đây là cũng đầy đủ hết cho anh em nhé. Những cái đồ thế cháo như là những cái khoang áp độ này, những cái hạt nhựa pick hay những cái ti xả mõm dài, nói chung là đầy đủ hết cho các bác đam mê. Đấy, thì là anh em nào có nhu cầu ấy, alo trực tiếp vào shop, và những cái số điện thoại em đã để có màn đây. Một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm là cái hộp sim đa năng của sim chuyên dụng cho van cricket đến đây kết thúc. Xin chào anh em nhé, hẹn anh em vào những video tiếp theo.